Xin chào mọi người và nhất là các chị gái tuổi mậu thân sinh năm 1968, năm nay 54 tuổi. Đây là video mình sẽ chia sẻ với các chị về cái vận hạn 6 tháng cuối năm của năm Tân Sửu năm 2021. Một trong những cái năm mà có cái vận thế rất là xấu. Không chỉ riêng tuổi nào xấu hay tuổi nào tốt. Đối với người mậu thân thì xét chung về năm Tân Sửu không phải là một năm quá xấu. Với cái bổn mạng thì đồng hàng, mà có sao thủy diệu chiếu mạng, cái ngôi sao mà không có nặng nề về cái việc mà làm ăn, chủ yếu là dễ có chuyện buồn đưa tới, thăng tan khó trong gia đình, có người mất mát mà thôi, chứ không phải là nặng nề về làm ăn. Tuy nhiên từ đầu năm tới giờ thì người mậu thân cũng bị ảnh hưởng nhiều cho với cái bổn mạng, những cái gì mà thể hiện tử vi của người mậu thân ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Thì như đã nói là vận thế của năm này là rất là xấu, đặc biệt là cái tháng 6 hiện tại, với rất là nhiều cái sự không tốt đẹp về cả dịch bệnh, tình hình kinh tế, mọi thứ. Mà người mậu thân nữ mạng thì do chữ mậu là thổ, thân là kim, người ta gọi là thiên can sinh địa chi, thiên sinh địa, cho nên là những cái người thường là rất có khiếu trong cái khả năng mua bán vận hành đồng tiền. Mà một cái năm xem tất cả mọi thứ là bị đình trệ và có chiều hướng kinh tế đi xuống như thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến người mậu thân. Bởi vì đa phần người mậu thân là sinh ra là để làm một cái nhà, một con buôn, một cái nhà làm thương mại, chứ không phải là những cái nhà người làm gọi là những cái công việc tỉ mỉ tằng mặt, làm công việc gọi là công việc chuyên môn nghiên cứu. Cho nên chắc chắn một cái năm với vận thế như thế này thì ảnh hưởng trực tiếp với người mậu thân rất là nhiều. Em từng nói rằng đó là em rất là vinh dự khi được rất nhiều các chị, các anh tuổi mậu thân xem video và yêu cầu mình làm video về tuổi chị 1968 mậu thân, cả nam lẫn nữ mạng. Vì thật sự ra những người mậu thân là những người không có biết tin ai. Người mậu thân là người đa nghi cực kỳ. Vì họ là người thuận về mua bán mà, cho nên họ không có tin tưởng người nào tuyệt đối. Luôn có cảm giác là họ chơi gác người khác cái đầu, và họ suy nghĩ trên người khác một tí ở trong tất cả mọi chuyện, lường trước những cái sự xấu trong cái sự việc của mình. Đó là cái tính cách của người mậu thân. Có những anh chị mà sinh vào những tháng ấy là coi như là người ta gọi là hơi điếm một tí xíu. Em sử dụng từ thì rất là chân thành, thì mọi người thông cảm, có sao nói vậy ha. Để xét cho cái vận hạn 6 tháng cuối năm thì mình phải xét sơ lại cái tử vi của người mậu thân nữ mạng ở trong cái năm Tân Sửu năm 2021. Thì những người tuổi mậu thân sẽ là những người sinh từ ngày 29 tháng 1 năm 1968 dương lịch cho đến ngày 16 tháng 2 năm 1969. Mạng là đại trạch thổ. Như vậy á, là người mệnh thổ gặp năm Tân Sửu là một năm thổ, cho nên đây là một năm không có quá nguy nan về bổn mạng của người mậu thân. Cái hình thái mà thổ đồng hàng này thì nó khá là tốt đẹp cho cái bổn mạng và ít sự thay đổi khó khăn trong công việc mọi thứ. Thì tại vì sao nó không có tương khắc thì nó sẽ không có bị khắc chế các phúc tinh tài tinh ở trong tọa cung tiểu vận hay tọa cung tiểu hạn của các chị. Sao chủ của năm là một sao thủy diệu, chủ về tâm trạng bất an, cuộc sống trong gia đình dễ có chuyện buồn đưa tới. Chuyện buồn đưa tới này có thể là tan, có thể là buồn lòng về chuyện con cái, chồng con hay là các anh chị em trong gia đình. Đó là cái chuyện dễ xảy ra. Thủy diệu là một thủy tinh, nó thường mà hành thủy thì là sao, nó sinh, nhưng là người mậu thân là hành thổ, cho nên gặp sao chịu mệnh hành thủy thì nó có sự tương khắc rất là dễ, nên rất là nhiều các tháng mà xung trong năm thì đúng là gia đạo rất dễ có tan. Gặp năm nay là có tan môn di mệnh từ xung chiếu sang cung nhị hợp, cho nên là rất dễ có tan ở trong những người gần trong gia đình. Hà
hạng của năm là hạng toán tập. Hạng này là dễ gặp trở ngại va vấp trong các hoạt động cuộc sống. Người ta nói hạng toán tập là một trong những đại hạng của cái hệ thống tính sao hạng hàng năm. Xấu cho nữ mạng, các chị mà mẫu thân gặp hạng toán tập thì cần đề phòng ốm đau, bệnh tật, dễ gây hao tốn tài sản. Đặc biệt khi ra đường nên cẩn thận xe cộ, chủ yếu là xây sát tay chân hơn là nguy nan tới bộ mạng của mình. Rồi, vận niên thì lại được một vận niên tốt, đó là vận niên kê hồi viên. Tức là vận niên này sẽ đem đến một cái gà mà về vườn thì mọi người hiểu rồi, có lợi trên đường danh lộc, công danh làm ăn, có thể có chút tài lộc vào những cái tháng cuối năm. Đó là cái sao hạn vận niên, mạng sao hạn, mạng vận niên của người mẫu thân tứ mạng. Bây giờ mình sẽ ráp vào cái phần vận trình của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Thì cũng nói sơ luôn về cái phần thiên can, thì chữ Mậu và chữ Tân, chữ Mậu của Mậu Thân và chữ Tân của Tân Sửu thì là vận thành, không có quá nhiều cái việc gọi là to lớn, biến động lớn ở trong công việc xảy ra. Tuy nhiên nạp âm của Mậu là Thổ mà Tân là Kim, cho nên nạp âm ngũ hành là sinh xuất. Có thể nói năm vừa rồi người Mậu Thân nữ mạng có cái sao Thái Bạch hao tốn, thì năm nay chỉ là hạn chế hao tốn lại, ít hao tốn lại, chứ không phải là một năm hoàn toàn tốt đẹp, có cái gọi là lấy lại những gì đã mất ở trong năm canh tí năm 2020. Mọi người thấy không, dù là năm trước là năm có tam hợp với năm Thân Tý Thìn, nhưng mà mọi người rất là tốn tiền, do năm trước là năm có sao Thái Bạch ha. Rồi địa chi Thân Sửu là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương khắc nhau, cho nên có thể nói đây là một năm những cái mối quan hệ tình cảm trong gia đạo, đặc biệt chồng con, thì cũng không có gì là biến động nhiều với người Mậu Thân. Rồi vận hạn của những tháng còn lại trong năm Tân Sửu năm 2021 bắt đầu bằng tháng 7 âm lịch. Phần mà từ tháng 1 tới tháng 6 thì em đã làm rồi trong cái video mà về năm tử vi năm Tân Sửu đối với người tuổi Mậu Thân nữ mạng. Thì nếu các chị muốn xem nó kỹ hơn, tọa cung tiểu vận ra sao thì các chị tìm và xem lại. Tháng 7 là tháng Bính Thân, tháng này là tháng cô hồn đối với người Phật giáo, tháng xá tội vong nhân. Nhưng mà với cái tín ngưỡng dân gian, theo tử vi thì đây là chỉ là một tháng Bính Thân bình thường, không liên quan gì tới tháng cái cô hồn cơ huyết gì hết. Đối với những người mà thờ ông bà, không có tháng này là không phải tháng cô hồn ha. Rồi, tháng Bính Thân là một tháng hỏa. Như vậy, xét về trụ mệnh là hỏa sẽ sinh thổ. Bản mệnh được tương sinh, sức khỏe bổn mạng sẽ tốt, và phúc tinh tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Thiên can Mậu Bính thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Bính là hỏa và Mậu là thổ, cho nên nạp âm ngũ hành của thiên can được tương sinh. Đây là tháng có thể là có tài lộc nhưng không lớn, nhỏ nhỏ thôi, đừng có mong cầu gì nhiều. Vì sao? Vì tháng người tuổi Thân gặp tháng Thân, tức là năm sinh tháng tuổi, khó có nhiều lắm cái sự tốt đẹp to lớn, nó chỉ bình bình thôi. Tháng này thậm chí còn có chút buồn phiền gia đạo về cậu con trai ha. Nếu mà con trai mà chưa qua 23 tuổi thì cẩn thận nhiều hơn, coi chừng phá toái. Rồi, tiếp tục là tháng 8 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Mà tháng 8 là tháng Đinh Dậu, tháng Trung Thu của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này thì cũng là một tháng hỏa. Như vậy xét về trụ mệnh là hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh, vẫn tiếp tục là tháng tốt cho sức khỏe và bổn mạng, phúc tinh và tài tinh vì thế cũng được hưởng lợi. Tháng này thiên can cũng gần giống như lại tháng 7. Vì sao? Vì Mậu và Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nhưng nạp âm của Đinh, Bính Đinh là hỏa, Mậu là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành tương sinh. Tháng này tháng có tài lộc đó, vì tương sinh mà có thể là có chút tài lộc
nhưng không quá lớn. Mọi người đừng có mong cầu gì nhiều ở trong tháng này. Địa chi Thân Dậu thì từ chủ bình hòa, không hình hại cũng không tương hợp nhau. Như vậy tháng này tiếp tục cũng giống sẽ không có quá nhiều cái sự xung khắc ở trong gia đạo tình cảm, tốt hơn là tháng 7. Đó. Tiếp tục là tháng 9 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng 9 âm lịch là tháng Mậu Tuất. Tháng Mậu Tuất chắc chắn là một tháng mộc. Như vậy xét về trụ mạng, tháng này không tốt đẹp về bộ mạng cho lắm đối với người Mậu Thân nữ mạng. Vì sao? Vì chữ mộc thì khắc thổ, tháng khắc bản mệnh sức khỏe không tốt. Đề phòng những tai nạn phạm thân, thậm chí là nguy nan tới bộ mạng của mình. Xây sát tay chân, hạn của năm rất là dễ đè nặng ở trong tháng này. Thiên can thì chữ Mậu đồng hàng, Mậu Tuất với Mậu Thân là đồng hàng, cho nên là thuận thành hanh thông, công việc tốt, thậm chí tháng này sẽ có tài lộc, nhưng mà bộ mạng thì không ngon lành ha. Địa chi Thân Tuất tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau. Như vậy tháng này cũng tiếp tục giống tháng 8, không có quá nhiều cái sự khó khăn ở trong công việc, cũng như là gia đạo tình cảm có nhiều cái tốt đẹp, không có vấn đề gì quá là xung khắc nhau. Tiếp tục là tháng 10, có thể là nói tháng này là tháng xấu nhất của người Mậu Thân ở trong cái khoảng 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Vì sao? Vì tháng 10 là tháng Kỷ Hợi. Tháng Kỷ Hợi thì thuộc mộc, mà mộc của tháng sẽ khắc thổ của bản mệnh. Tháng khắc bản mệnh sức khỏe không được tốt. Phúc tinh tại tinh vì thế yếu đi. Và tháng này khi mà tháng khắc bản mệnh á, thì rất dễ gặp bệnh nạn ha, nguy nan cái bộ mạng của mình. Cho nên là tháng này nếu không có gì đó mà không khỏe thì nên chắc cú đi kiểm tra giùm em các chị Mậu Thân ha. Địa chi Mậu Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cái này là sao, nó đồng hàng thổ luôn, cả Mậu lẫn Kỷ đồng hàng thổ, cho nên ok, không có vấn đề gì quá lớn ở trong cái công việc, như là công việc cũ. Tuy nhiên tháng này thì tuyệt đối không nên có một mối giao dịch gì đó mà đối với những người lạ. Vì sao? Vì địa chi Thân Hợi, Dần Thân Tỵ Hợi, Thân Hợi, đây là cặp địa chi lục hại theo kiểu người miền Nam, và nhị hại theo kiểu người miền Bắc. Hay nói cẩn trọng, gia đạo tình cảm sẽ không vui, các mối quan hệ làm ăn sẽ dễ gây ra phiền hà. Như vậy tháng 10 nè, bản mệnh bị tháng khắc, địa chi thì bị lục hại, cho nên là cái phần tốt đẹp của thiên can không giúp gì được nhiều. Có ba cái thì hai cái xấu, mà một cái trung bình, chứ không phải là một cái được tốt để mà có thể cứu giải hai cái ghê. Cho nên là các chị thì em phải cực kỳ cẩn thận tháng 10 này. Tiếp theo là tháng 11 âm lịch của năm Tân Sửu năm 2021. Tháng này là tháng Canh Tý. Tháng Canh Tý thì là một tháng thổ nữa. Như vậy xét về trụ mạng là thổ đồng hàng, bổ mạng và sức khỏe sẽ không có gì là quá phải suy ngẫm đối với tuổi các chị. Thiên can là Canh Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Nạp âm của Canh là Kim, Mậu là thổ, đây là nạp âm ngũ hành sinh xuất của thiên can. Cẩn trọng tháng này sẽ gây ra hao tổn. Địa chi người tuổi Thân gặp tháng Tý thì nằm trong cái bộ tam hợp Thân Tý Thìn, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo tình cảm mà còn cho cả công việc làm ăn nữa. Cho nên về tình cảm gia đạo thì tháng này ok. Hãy nhớ như thế này, với mình thì mình tính toán là cái vòng thái tuế của tuổi á, tác dụng lên tuổi sẽ bắt đầu từ tháng 11 của cái năm mà mình bị xung thái tuế hoặc là bị trực thái tuế, kéo cho tới tháng 11 của năm mà mình bị thái tuế. Thí dụ như năm tới Thân Tý Thìn, ba cái tuổi sẽ chịu tam tai bắt đầu, thì người đầu tiên chịu nặng là Thân, năm đầu của tuổi Thân, thì vừa là năm tam tai năm nặng nè, Thân với Dần, Dần Thân thì vừa là bị xung thái tuế. Cho nên từ tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021
thì bắt đầu người mẫu thân nữ mạng sẽ phải cảm nhận cái sự xấu, cái trục trặc trúc trắc do cái dòng thái tuế, cái sao thái tuế nó vận hành lên mình. Cho nên là nếu là các chị thì em bắt đầu em phải để ý mọi chuyện từ tháng 11 của năm Tân Sửu năm 2021 này, chứ không phải tới đầu năm vô tháng 1 thì thôi khỏi nói rồi, nó nằm luôn trên đầu rồi, khỏi phải né đâu hết ha. Như vậy thì có những thứ tốt đẹp tính dựa trên cái tử vi của tháng 11. Tuy nhiên hãy nhớ là dòng thái tuế bắt đầu ảnh hưởng lên mình ha. Tiếp theo là tháng 12 âm lịch, tháng cuối cùng của năm Tân Sửu 2021, tháng Chạp. Tháng 12 này thì là tháng Tân Sửu luôn, của năm Tân Sửu, chắc chắn đây là một tháng thổ. À, như vậy thì xét về trụ mạng là thổ đồng hạt, bổn mạng và sức khỏe không có vấn đề gì đi. À, thiên can thì cũng khá giống với tháng 11, khi Tân Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. À, nhưng nạp âm của Mậu là thổ, Tân là kim, tiếp tục là nạp âm ngũ hành bị sinh xuất. Tháng này chắc chắn hao tốn tiền tài mọi thứ rất là nhiều, cộng với cái sao thủy diệu của bổn mạng mình bị như thế do sinh xuất nữa, thì đây là tháng thậm chí là tốn tiền cho con cái. À, nhất là một cậu con trai dưới 25 tuổi, cẩn trọng nha các chị nha. Địa chi Thân Sửu thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Nạp âm của Thân là kim, Sửu là thổ, cho nên đây là nạp âm ngũ hành của địa chi bị sinh xuất luôn. Cho nên cái việc mà em khẳng định là không tốt đẹp về cái việc người con trai là đúng chứ không có sai, coi chừng, cẩn trọng giùm em ha. Như vậy thì em đã tổng hợp và chia sẻ đến các chị mẫu thân sinh năm 1968 những cái kiến thức cơ bản về tử vi vận hạn của 6 tháng còn lại của năm Tân Sửu năm 2021. Một cái khoảng thời gian khá là nhạy cảm để các chị phải bước vào cái năm tam tai năm nặng, 3 năm tam tai ha. Sắp tới, đặc biệt là năm sau là năm mình phải bị hình thái tuế, nhiều cái chuyện xui rủi xung khắc ở trong cái bổn mạng và sức khỏe. Nhiều người nói rằng 51 bước qua, 53 bước lại, nhưng thực chất ra năm 55 tuổi thì người nữ mạng, nam nữ mạng mới là sợ nhất về nạn họa ở trong cái bộ mạng và sức khỏe của mình. Hy vọng rằng là những cái thông tin em vừa chia sẻ sẽ giúp các chị định hình được cái chiến lược trong công việc làm ăn, kinh doanh và mọi thứ của mình. Vốn dĩ người một thân thì là những nhà đại tài về kinh doanh rồi, em không dám gọi là mạn phép để mà chỉ mà bảo mà nói cái gì cả, chẳng qua là chỉ đưa ra những cái nhận định để mà các chị có cái làm cái thông tin để mà quyết sách của mình nó tốt nhất mà thôi. Các chị xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người mẫu thân khác biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống xin bấm đăng ký ở đây để đón chờ những các video khác về tử vi phong thủy, có thể là tuổi của các anh các chị hoặc là người thân của mình. Rất vui vẻ gặp mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.